Một câu hỏi thực tiễn khác, trong khi tôi di chuyển theo thứ tự và tôi đã đến một phần nào đó, thình lình có một cảm giác mạnh mẽ phát sinh trên phần thân mà tôi đã đi qua, hoặc một cảm giác phát sinh trên phần thân mà tôi chưa đi tới. Tôi có nên rời sự quan sát tới chỗ đó không? Đáp: không, đừng bao giờ làm thế. Nếu làm như vậy, tâm quý vị sẽ chạy từ cảm giác mạnh này tới cảm giác mạnh nọ, từ phần này của cơ thể tới phần kia của cơ thể, mà không theo thứ tự nữa. Rồi quý vị sẽ bỏ sót rất nhiều phần của cơ thể, và sẽ bỏ sót những cảm giác vi tế hơn. Quý vị sẽ không thể huấn luyện tâm mình cảm nhận được những cảm giác rất vi tế, mà điều ấy là một phần rất quan trọng của phương pháp này. Tôi đã thấy có người làm việc với những cảm giác thô thiển. Cảm giác thô thiển không theo một thứ tự nào, từ năm này sang năm khác. Sau nhiều năm thực tập, họ không đạt đến giai đoạn cảm nhận được đủ loại cảm giác, đặc biệt là những cảm giác vi tế hơn, thực tại vi tế hơn. Toàn thể cơ cấu thân xác này được cấu tạo bởi những kalapa, những vi tử cực nhỏ. Mỗi vi tử không là gì khác ngoài những gợn sóng li ti. Toàn thể cơ cấu thân xác này không là gì ngoài những gợn sóng li ti, những rung động. Không có gì chắc đặc trong thế giới vật chất này, tất cả đều chỉ là những gợn sóng li ti. Nhà khoa học hiện đại nói thế, ngành khoa học hiện đại cũng phát biểu như vậy. Đức Phật cũng nói cùng một điều, có sự bùng cháy và rung động, toàn thể vũ trụ đều là sự bùng cháy và rung động. Ngài chứng nghiệm được điều đó và truyền đạt lại cho chúng ta, còn các nhà khoa học chỉ hiểu được ở mức độ kiến thức mà thôi. Nói như thế không phải là chúng ta chống đối khoa học hay các nhà khoa học hiện đại. Họ đã làm đúng bổn phận để phục vụ nhân loại. Nhưng nếu quý vị muốn hiểu luật tự nhiên ở mức độ sâu hơn, quý vị phải kinh nghiệm trực tiếp được bản chất của luật ấy, luật của tự nhiên. Và quý vị chỉ có thể thực hiện được điều này nếu quý vị cảm nhận được tổng thể những gì đang xảy ra trong phạm vi của cơ thể. Chỉ làm việc với cảm giác thô thiển và mạnh mẽ, quý vị sẽ không hiểu được luật tự nhiên ở mức độ sâu hơn. Bởi vậy, điều rất quan trọng là quý vị phải di chuyển sự chú tâm theo thứ tự. Quý vị đã tới một chỗ nào đó và vài cảm giác rất mạnh nảy sinh tại phần mà quý vị đã đi qua. Một phần tâm của quý vị sẽ để ý tới chúng, nhưng hãy cứ di chuyển tiếp. Và trong vòng sau, khi đến điểm đó, nếu cảm giác còn ở đó, hãy quan sát nó. Nếu cảm giác đã mất rồi thì thôi, hãy tiếp tục di chuyển theo thứ tự. Một câu hỏi thường được nêu lên, khi di chuyển từ đầu xuống chân thì mất khoảng bao lâu? Đáp: không có thời gian cố định nào. Đây là một con đường trung dung. Ở giai đoạn này, quý vị không nên tăng tốc độ quá nhanh, là trong một hơi thở đã đi hết từ đầu đến chân. Quý vị sẽ bỏ sót rất nhiều chỗ chân thân, hoặc cũng không nên đi quá chậm, từng vùng nhỏ như đầu mũi kim, từng chút một. Mất mấy giờ mới xong một vòng, tâm quý vị sẽ trở nên nhàm chán và không thể làm việc được nữa. Thế thì khoảng 10 phút cho một vòng là đủ rồi, hoặc lâu hơn 10 phút cũng không sao cả. Một câu hỏi khác, mỗi lần quan sát, diện tích vùng chú tâm rộng khoảng bao nhiêu? Đáp: khi mới bắt đầu thực hành, quý vị tập quan sát từng vùng từ 5 tới 7 phân là đủ rồi. Nhưng nhiều lúc tâm quý vị trở nên mụ mẫm, có lúc nó rất nhạy bén, nhưng có lúc nó trở nên rất mụ mẫm, đờ đẫn thì quý vị không cảm nhận được gì hết. Lúc đó tâm rất là thô thiển, mà cảm giác thì quá vi tế, đến nỗi quý vị không thể cảm nhận được nó. Trong trường hợp này, hãy quan sát một vùng lớn, cả cái đầu chẳng hạn, cả khuôn mặt, cả lồng ngực, cả cái bụng, và di chuyển quan sát từng vùng lớn. Nếu quý vị cảm nhận được cảm giác ở nơi nào đó, tốt, di chuyển, tiếp tục di chuyển, tiếp tục di chuyển, tiếp tục di chuyển. Từ từ quý vị sẽ thấy rằng mình cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi. Quý vị sẽ đến giai đoạn mà quý vị cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi. Quý vị sẽ có cảm giác tại điểm nhỏ nhất. Quý vị phải làm việc thật kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Một câu hỏi khác hay được đặt ra, ta có nên chỉ chú ý tới những cảm giác trên bề mặt hay cả bên trong cơ thể? Đáp: vào giai đoạn này, khi quý vị mới bắt đầu tu tập phương pháp này, tốt hơn hết hãy làm việc với phần trên bề mặt của thân.
Trong vòng 10 ngày, phần lớn quý vị sẽ đạt đến giai đoạn mà quý vị có thể thâm nhập và đi sâu hơn vào bên trong. Như đâm xuyên qua, rất sâu, quý vị sẽ cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi, bên ngoài, bên trong, bên ngoài, bên trong. Nhưng bây giờ thì chưa được. Đầu tiên phải tập cho tâm đủ vững vàng, đủ bén nhạy để cảm nhận được thực tại ở trên bề mặt. Dĩ nhiên, trong vài trường hợp, cảm giác xuyên vào thân xảy ra một cách tự nhiên. Một thiền sinh đến và nói rằng đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác bên trong. Chẳng có gì sai cả. Nếu điều gì xảy ra một cách tự nhiên, cứ để nó xảy ra. Nhưng vào giai đoạn này, quý vị chỉ nên chú tâm làm việc trên bề mặt của thân mà thôi.